Rồi em chào anh em nha anh em. Xe về anh em ơi. Xe về. Buổi sáng này về trước 4 con, về 6 con, chiều 6 con nữa 10 con nha anh em. Anh em cần phụ tùng quay thái 110 ủng hộ em nha. Một. Em này da còn ghim luôn. Nhưng mà da gách một lỗ chà bá rồi. Đấy, cái mỏ đẹp quá trời luôn. Đồng hồ đẹp này nha anh em. Anh em cần phụ tùng hú. Nguyên con có bán luôn, chỉ cần sàn cho anh em lời tầm khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu là em giao cho anh em luôn nha. Con này yên ghim theo xe luôn nè. Dây còn mềm mèo luôn nè. Con này đồng hồ bao đẹp luôn, cùm đẹp luôn anh em. Chó đẹp luôn. Con này máy cực kỳ dữ anh em. Máy con cờ dựng luôn em nhớ con này nè. Nè nè con cờ dựng đứng nè. Nè thấy không? Con này xe mộc ha. Để em coi mấy con máy này dữ không. Trời ơi con này con cờ dựng nữa nè anh em ơi. Hai con cờ dựng đứng nè, ốc đầu vàng khè nè, thấy không? Đây hai con đó nè. Sáng về trước hai con nha. Lô này em về 99 dậu thời 2000 rất là nhiều anh em. Nè, con này ốc đầu vàng cháy nè, anh em coi nè, máy dữ cực kỳ không? Đó. Em mua xe em ưu tiên cục máy dữ lắm. Em mua xe đây là cục máy là em ưu tiên 90% rồi. Con này để em coi coi. Toàn là máy dữ dữ không đợt này về. Đó. Rồi, ok ha. Anh em có cần phụ tùng, anh em mua con xe của thằng em không, nó bán cho anh em con để dọn trên xị vậy đó. Ok anh em nha, anh em cần phụ tùng quay 110 liên hệ em nha. Có bán xe nguyên con luôn ha. Xe mình lấy dao động ở đây là từ, nó dao động từ 45 đến 60. Đó, anh em nha, lấy xe nào lấy. Còn anh em muốn mua phụ tùng cứ alo trực tiếp cho mình, số mình là 0865890158. Thì trưa nay em Hậu lên sóng với anh em mở phụ tùng quay thái 110. À, cái chuyện dạ em vô thùng tồn rồi anh em ơi. Nó đẹp không thể tưởng tượng được, cặp thùng tồn anh em. Tới chỉ lắm anh em ơi, kèo. Ồ, khủng luôn. Quá đẹp. Vô cặp thùng tồn rồi nè. Rồi, bây giờ chính là mất thời gian của anh em nha. Rồi, thanh lý dùm khách cây bô 2543 đát mới 2023. Cây bô này mới 95%. Ha, cây bô này nó mới 95%. Anh em nào có xài liên hệ. Chắc giờ anh em mua khoảng 1,3 triệu đi. Bô đít đen 1,3 triệu 50, 1,3 triệu đó. Ừ. Cây này bán lại cho anh em giá 1 triệu, anh em tiết kiệm được 300.000. Đát đây. 2023, ok ha. Cổ thì nó như mới mà. Cây bô này mới gắn lên xe không có được bao lâu hết trơn rồi, người ta gỡ ra người ta bán. Người ta mua cây bô của em mà. Đây, quỷ nè. Rồi bô tình trạng là nó mới trên 95%, chín dơ rồi, vậy anh em rửa nha anh em, không phải trầy nha, bô này không có trầy đâu đó, những cái lấm tấm như bụng sình nó văng này về chịu khó rửa ra nó ra hết trơn nè, rửa xà bông cũng sạch nữa, đâu có bị cái gì đâu. Bô đít đen mới 95% ha. Rồi bán anh em giá 1 triệu thôi, giờ anh em mua mới khoảng 1,3 triệu nào, F110 2543 ha. À, những cái đốm bụng sình này về chịu khó rửa giùm em ha, em không có thời gian rồi nghe anh em. Đây, mới tinh đít chưa mất nước sơn đó mà. Rồi. Con này giá 1 triệu, nhanh gọn lẹ. Bách nạ càng, quay thái 110 tháo xe cọp. Xanh đồng súng. Cái này là không có xịt bóng xịt dầu gì hết á, em chỉ rửa xương xương cho nó sạch là em lên sóng với anh em luôn à. 700.000 hàng đẹp giá đẹp anh em. Ốc tán là dư tồn nha, dần cháy nha. Đó, ốc tán là như tồn. Ừ. Hàng đẹp giá đẹp nha quý vị. Ừ. Ốc bắt càng là chưa chỉnh luôn, vàng cháy. À, đây này con ốc nè. Tiền nào của nấy chứ giờ anh em đòi ghẻ mà ngon đâu ra. Ghẻ mà ngon chỉ có trên trời rớt xuống thôi mới ghẻ mà ngon thôi. Còn đồ này đi mua không ghẻ được anh em ơi. Đồ đẹp phải giá đẹp. Đồ đẹp phải giá đẹp cho anh em. 700 nha anh em. Anh em xài ủng hộ em. Bao anh em là sinh viên nha. Rồi dâu dâu bách nó xanh phải không? Để đây giùm em đi nè. Rồi ok em cảm ơn nha. Rồi em cảm ơn, tí em tự đem vô được. Rồi em bán anh em giá 700.000 nha. Anh em cần alo. Hàng đẹp giá đẹp. Tiếp theo nữa có được đùm sao quay thái 110 tồn kho. Đắt 202. Chưa xài. 201, 202 xài chung đó, ngày 15 tháng ngày
Date 2002 tháng 5 tuần thứ 51. Chưa xài ha. Còn rã bánh nè anh em. Làm sao? Hiếm rồi nha anh em. Còn anh em thấy nó vậy á, biết làm sao mà anh em thấy nó hơi mờ mờ không? Là nó đóng bụi nè. Vuốt ra cái bóng ngáo bụi không nè, thấy không? Vuốt ra cái nó bóng ngáo rồi, thấy không? Ừ. Đợt này bây giờ không có đâu nha anh em. Đùm sao quay 110 thái tồn rã bánh đắt 202 chứ không phải là đùm rất cao nha anh em. Đùm rất cao thì nó rẻ. Một cái nó có 1 triệu mấy à. Đùm này giá là 1 triệu 8 đắt 202. Anh em muốn xài đùm trước nó nói với em kiếm cái 201 em ghép vô cho anh em. Rồi em xin lỗi anh em nha, có khách gọi em phải hỗ trợ cho khách nha. Anh em lưu ý đùm này là đùm tồn chưa xài nha, mình rã bánh ra sáng mình giao bộ câm cho ông anh này. Đó. Đó. Rã bánh ra mình giao bộ câm cho ông anh này nghe anh em. Rồi cái đùm này anh em lưu ý nha, mình nói nó mờ mờ này là do bụi nha, chùi cái là sạch bon nè anh em thấy không? Ừ. Mới nhận hả? Đúng rồi. Đó. 1 triệu 8. Đùm trước quay thái 110, 201, 202 xài chung. Tồn nha. Chưa xài nha anh em. Nè bụi nó đóng lớp lớp anh em nhìn nè. Mình lấy cái tay mình quẹt cái nè. Đó nó trắng phiếu liền thấy không? Đó. Nè. Chùi nó cũng ra nó mà tại vì nó dính sờn, nó dính dơ, dính bụi lâu năm để kho đó. Anh em về chịu khó rửa tồn rã bánh nha anh em, có dấu bắt câm nè nha. Nè 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 nè. Thấy không? Nè có dấu bắt câm nè. Anh em mua đồ tồn á, đùm câm thì nói thẳng ra nếu anh em có điều kiện nha, cái này mình nói anh em có điều kiện mới được nha. Tại vì đồ tồn rã bánh nó chuẩn, giá nó sẽ cao. Đó, anh em hiểu không? Đồ tồn rã bánh nó chuẩn. Có nghĩa là hồi xưa người ta ráp thành một cặp bánh để người ta ráp vô chiếc xe, ví dụ như quay 110 nó có nè. 998, 99, 2000, 201, 202 là tổng cộng 5 đời xe. Hồi xưa em tưởng đâu chỉ có là 99, 2000, 201 thôi nhưng mà không phải nha. 98, 99, 2000, 201, 202 là tổng cộng 5 đời xe đúng không? Thì trong vòng 5 đời đó, miễn sao đát đồ nó đát đó, ví dụ như càng nguyên cặp bánh, đát 202 người ta rã ra ta bán cho anh em, ừ đồ đồ chuẩn đó. 99 rã ra nguyên cặp bánh, rã ra đồ đồ chuẩn đó, đồ đùm nó sản xuất chuẩn, tiêu chuẩn của nhà máy Honda hồi xưa. Đó thì giá nó sẽ cao. Đó anh em lưu ý cái phần đó. Còn đùm tồn đát cao, đùm sao tồn đát cao là nó dạng linh kiện để thay thế sau này, nó cũng chuẩn cỡ 95% chứ không phải là không chuẩn. Nhưng mà nó không chuẩn bằng những cái hàng tồn ráp xe như thế này, gọi là tồn ráp xe đó, là đồ như vậy nè. Đó anh em hiểu không? Đó ha, lưu ý cái này là em bán anh em 1 triệu 8. Còn cái đùm đĩa trước nè, quay thái 110 đắt 202 là trên một cặp bánh đĩa em rã ra nè. Hồi sáng em giao cặp niền với bộ câm cho người ta rồi, cặp niền của nó là em bán là 4 triệu rưỡi, còn bộ câm nó là em bán 3 triệu rưỡi đó. Anh em biết câm nó đẹp cỡ nào rồi đó. Ừ. Ta lên xe ta lấy rồi nè, nè còn mỡ bò nữa là thấy chưa, tồn chưa xài nè, mấy cây cùi sông nè nó còn mực hết trơn nè anh em thấy không? Đó mấy cây cùi sông này, cùi sông tồn đi kiếm cũng hơi mệt nha anh em, mua cũng mắc chứ không phải rẻ nha, tại vì cùi sông tồn nó vô rất là đều và nó rất là đẹp, anh em nhìn cái màu nè thấy không, và nó có keo ở trong nữa anh em, nó có keo ở trong nữa đó. Cái đùm này em bán giá 1 triệu rưỡi nè, anh em xài liên hệ em. Anh em dọn quay thái 2.4 nè, quay 110 thái 2.1, 2.2 thắng đĩa hú em phát em giao cho đó, có luôn 5 cây cùi sông tồn luôn nè. Ừ. Còn mực cái trên đầu hết trơn mà ha, này 1.5 triệu ha, còn này 1.8 triệu ha đó. Còn anh em lấy hai món em tiếp em top lại cho anh em xíu đó, 1.5 triệu với lại cái này thôi bây giờ em bán vậy đi cho anh em mình vui vẻ nhanh lẹ với nhau luôn nè. Cái đùm đĩa trước này là 1.5 triệu nè ha, còn cái đùm sau này á tồn đắt 202 chung cặp với đùm đĩa nè là em bán anh em 1.7 triệu. Còn nếu anh em lấy cả hai cái luôn 3 triệu rồi, nhanh gọn lẹ, khỏi có nói nhiều mệt nhức đầu. Đó, cho anh em về vô đúng bàn cặp của nó luôn, khỏi có lệch đi đâu, 3 triệu rồi xong. Không có má nha, chịu khó về mua cái má thái mới bỏ vô về rửa cho nó sạch bụi, bụi bặm không là thấy không? Nó bỏ kho lâu năm của em mới rã ra, sáng em bán cặp liền với bộ câm không là hết bộ câm em bán là nó ngay là chỗ anh em. Em không có giấu thì em bán người ta 3 triệu chứ em bán thẳng tay bộ câm nó phải bán 3.5 triệu nó cọp lắm. Nó vàng mà nó đẹp lắm. Đó. Là em bán hồi sáng cặp niền với bộ câm là em bán tổng cộng là 7 triệu đó. Đó. Còn cái cặp này thì em bán anh em 3 triệu. Ok, vậy đi. Rồi, tiếp theo. Cặp thuộc.
quay cặp thuộc quay thái 100 đất 2 lá 2 thì cái thằng ông nội này á, cái thể này nè nó khó chịu lắm. Cái thằng quay 100 thái đất 2 lá 2 để em để cây bô quần bên cho nè, em cộng phải chạy xước cây này 1 triệu nha. Anh em có lấy xài xài, anh em mà ít kinh tế xài này cho nó kinh tế. Đây. Thằng ông nội này nó khó chịu lắm. Nói chung anh em biết xài xài mới nói chuyện mới dễ. Thì phuộc này là phuộc thắng đùm, quay thái 100 đất 202. Thì nó là một cái dạng giao thoa giữa quay thái 110 và quay thái 100. Tại vì thằng quay 110 thái á, nó sản xuất là tới đời 201 qua đời 202 là tới chừng mà cuối đời 202 là nó hết. Bắt đầu nó mới qua tới dòng quay 100 thái 202, 203, 204, 205. Thì thằng quay thái 100 202 nè, nó còn sót lại cái đồ của ông nội này nè. Quay 100 thái 202 nó còn sót lại đồ của 110 nè, anh em coi cái mã đó nè. Đây là trên một con xe rã xuống đó nha anh em. Đây. Anh em coi hai cái mã phuộc nè. Một bên này là KET90NL đắt 2 lá 2 còn rõ rành rành đây. Cái này là khỏi chạy ha. Đây KET90R. Mã nó là AB-10. Ừ đúng quay 100 rồi mình không nói, nhưng mà cây bên này nè. Cây bên này nè KET90R nè, đúng đắt 2 lá 2 luôn nè. Thấy không? 02 đây. Mà HM8 là tại sao? Tại vì nhà máy hồi xưa á còn gì người ta xài nấy. Còn gì người ta xài nấy. Có nghĩa là người ta vẫn lấy một cái cây dư ra một cây bên này. Và người ta sản xuất ra cây mã AB là cây của quay 100 thái. Tại vì ti của nó là ti 100 anh em. Ti 100 là ti cái đầu nó đầu bằng vậy nè. Cọp này cọp nha, chưa phục hồi. Hồi sáng em có rửa một cây này đặng em coi thử. Đó, còn cây này thì em chưa có rửa, cây này em chưa rửa nè, bởi vì nó còn dơ nè anh em thấy không? Ừ. Cái này không phải là bị sọc bị gì nha anh em, nó dính dơ em chưa có rửa sạch nè, nè thấy không? Dính đất á, đó. Nó dính đất em chưa có rửa ha. Thì thằng ông nội này nè, cái mã này là mã quay 110 đất 2 lá 2 nè, còn này là mã quay 100 nhưng mà đều là đất 2 lá 2 hết. Nhưng mà về nguyên lý là cặp ti này là cặp ti 100 ha. Cặp này là chưa phục hồi, chưa đụng chạm, chưa ga vô, cho nên là không có chuyện là ghép bộ lại nha anh em, không có chuyện ghép lại nha. Đây nè, phục nguyên bản của nhà sản xuất luôn, dấu mực đâu có chuyện ra vô nha. Cái dòng này anh em nào chơi mới hiểu, nhưng mà về bạc là bạc giống 100% nha, bạc là bạc giống nhau 100% chứ không có lệch bạc nha anh em. Ừ. Mặt trong nó như tồn, em chưa rửa luôn đó. Cặp này là mặt trong em chưa có rửa luôn nè. À, cái này dơ dơ, về chịu khó em môi ra nha. Nè, mặt trong đẹp như tồn luôn. Sống lưng rồi nè, anh em nhìn sống lưng nè. Cặp này em bán anh em giá 1.7 triệu đó. Anh em về lên xe quay 110 hoặc là quay 100 thái anh em xài vô tư. Sống lưng đẹp, bao đẹp nha. Mặt tiền nè. Đó. Mặt tiền á, thì cái phần ở dưới này nè, nó có hơi trầy trầy lông mèo nhẹ xíu, nhưng mà mình nghĩ không có đáng kể khi mà lên xe nó như vậy, rất là thẳng. Thì về cái nước bạc á, mình đánh giá thằng này anh em vô quay 110 2000 201 hợp lý. Ừ. Còn vô xe 99 thì vô vẫn được như thường, quay 110, quay 100 thái, quay pha thì vô vẫn được như thường. Nhưng mà vô 99 thì cái nước bạc này nó không có đúng anh em, cái nào mình nói thẳng luôn cho anh em nắm, tư vấn chính xác cho anh em xài luôn đó. Đó, chưa phục hồi, chưa đụng chạm, bao nhúng á. Cặp này nhúng dịu, giữ liền dịu. Nhúng là bao đỉnh cho anh em mình nha, chưa phục hồi, chưa đụng chạm luôn. Nhúng nó dịu chứ lắm dịu anh em. Nó dịu cực kỳ luôn nha anh em. Ừ. Cặp này anh em lấy giá 1.7 triệu. Chứ cặp này nếu mà đúng nó trùng hai bên HM hết thì mã nó là mã quay thái 110 thì em bán cặp này nó tầm khoảng 2 triệu, 2 triệu 2. Nhưng mà có sao thì em báo lại với anh em vậy. Đó, đây là một trong những cái kiến thức mà chính bản thân em tạo ra nó. Ừ, em học được, em truyền đạt đến anh em. Đó, chứ thực sự đâu có ai dạy mình đâu anh em mấy cái này. Nếu mà mình không có rành về mã thì mình chết đứng với nó luôn. Đó. Tiếp theo nữa là cây gấp quay 110 thái. Cây gấp quay thái 110. Đó. Cây gấp này sơn riêng là còn rất là đẹp nha anh em. Cây gấp này anh em nào lấy chắc em bán anh em khoảng cái tem này nó có hơi tróc nhẹ xíu, tem rin theo xe còn đẹp mà nó tróc nhẹ xíu đây. Ở giữa này là chưa có bị kiều mấy cái này ra mấy cái này là nhựa đường. Ra. Cái này anh em về chịu khó chùi kỹ mấy cái hộp đen đen này nha anh em. Nhựa đường ra hết trơn à. Đó ra hết trơn thấy không? Còn cái phần này là chưa có bị yếu gì luôn nè, thấy không? Thì cui. Nước sơn riêng còn rất là đẹp nha anh em.
cái gấp này sơn rin đẹp dữ lắm. Chỉ có bị trầy chỗ bách tăng sơn thì bách tăng sơn nó che, còn phần sau là nó dính ba cái đất đỏ chưa rửa kỹ đó. Cây gấp này anh em nào lấy bán anh em 1.8 triệu á, 1.8 triệu. Sơn rin đẹp cực kỳ nha anh em. Anh em lấy mình bán anh em giá 1.8 triệu á. Có chữ K này nha, đẹp luôn nha. Gấp này anh em xài cho quay 110 thái 2000, 201, 202 nha. À, quay 110, 202 nè. Thấy không? Quay 110, 2000, 201, 202 anh em xài chung hết cho em. Đó. Đó, ok ha. Cái gấp này giá 1.8 triệu, cái gấp này đẹp luôn nha anh em. Cái gấp này bán thẳng thét giá là em bán trên 2 triệu á. Tiếp theo nữa là cái ghi đông với chẵn 3. Nè, combo này là bách nạ càng là của nó luôn nè. Đúng một combo để anh em vào cọp luôn. Cây chẵn 3 nè. Với cây ghi đông này hôm qua em có quay rồi, nói chung em cũng quay 2-3 lần rồi. Hàng cọp thì nói chung mình còn thì mình quay tới quay lui vậy thôi. Ế thì nói ế. Cây chẵn 3 với cây ghi đông với bách nạ càng này là trên một con xe rã xuống như tồn. Cây chẵn 3 này giá 1.500.000, cây ghi đông là 2 triệu, bách nạ càng này là 700. Thì nếu anh em lấy như vậy tôi tính cho anh em nghe. Cây ghi đông, cây chẵn 3 này 1.500.000, bách nạ ha, cái ghi đông 2 triệu nữa là 3.500.000, bách nạ càng 700. Anh em lấy chọn combo này bán anh em giá là 4 triệu, 4 triệu bớt được 200.000. Cái này quay rồi 700 rồi. Coi cây chẵn 3 nè, 1.500.000 nó như thế nào mà nó giá có giá 1.500.000. Mới tháo lần đầu tiên, mở bò đỏ vẫn còn luôn. Ốc tán là như tồn. Chén là không một tì vết nha anh em. Không một cái dấu mài, dấu đục, dấu gì cả. Đó. Anh em chơi những cái dòng này nó khó lắm, đồ nó khó lòng lắm. Cái này là dơ chưa rửa kỹ nè. Đó. Anh em chơi đúng đỉnh nó khác nữa. Cây này em nhớ đâu mực mạo cho nè, mực vàng còn luôn nè, nè. Chưa có dấu đóng dấu gì ha. Chén là vàng cháy ha, mới tháo lần đầu. Chẵn 3 là sạch bon. Mã số 36. Ốc tán là như tồn. Vàng cháy. Tiền nào của nấy nha quý vị. Không có rẻ mà ngon được đâu, tôi dám tuyên bố với anh em luôn. Đó, nước sơn rin thì anh em nhìn đánh giá, chứ bây giờ cây cỡ này thì em không biết nói làm sao nữa. Nước sơn rin nó vẫn còn cái da cam luôn nha anh em. Nó chưa mờ một miếng nước sơn luôn. Nó đen mà nó còn da cam, nó chưa mờ một miếng nước sơn luôn. Đó. Nhìn đánh giá ha, dạ dưới nó nè, rửa rồi nè. Mực vàng còn luôn. Nó có mực xanh đây nữa, nãy là lỡ tay rửa bay mực xanh rồi. Không gì để tưởng tượng được nha anh em. 1.500.000 nó có xứng đáng không anh em? Nó xứng đáng cho anh em mình vào xe cọp chứ. Còn cây cây ghi đông này 2 triệu rồi, tất nhiên nó quá xứng đáng à. Ốc tán là chưa mở. Bây giờ tôi cho anh em vô ốc tồn luôn đó. Tôi cho anh em vô long đền sọ khỉ tồn ốc tồn luôn đó. Ai dám tuyên bố dặn không có dấu không? Ai dám tuyên bố bước ra đây? Tôi nói thẳng. Nhất là con ốc sọ khỉ và con ốc gác chân đó, ai dám tiền bố dặn không có dấu không? Có dấu là có dấu cái lông đền đó, chứ không phải có dấu cái con ốc nha. Nè, chưa từng tháo ra khỏi cái cây ghi đông luôn. Đây, như tồn luôn đó. 2 triệu, 2 triệu bây giờ không đủ anh em mua sọ khỉ với 3 miếng lông đền với 3 ốc nữa, chứ đừng nói tới cây ghi đông. Mới mở lần đầu như vàng 24 luôn. Thì anh em có thể cân nhắc đó. Tiền nào của nấy, anh em bỏ tiền cao ra thì nó được lại những cái gì đó. Đang chứng kiến như mới, sơn rin không dậm tốt, chữ C nha. Cây ghi đông thì đắp 2 lá 2 nha anh em. Cùi đã thắng rin theo xe. Con ốc rin chưa từng mở luôn. Tay thắng rin theo xe.
ốc này nó dần cháy luôn. Gù gù đen, ốc là ốc gam xanh nhưng mà gù đen này về phải thay mới đẹp được, nó trầy theo năm tháng. Ốc là ốc gam xanh, cây ghi đông này 2 triệu nha, đó cây chẳng 3,5 triệu đúng trên một xe rã xuống nè anh em chơi. Alo em, cỡ này giờ anh em kiếm không ra đâu, mình tuyên bố với anh em luôn, bát nạ càng nè anh em lấy chung combo này vậy là 4 triệu nè, ghi đông 1,5 triệu với này 2 triệu đó 3,5 triệu, bát nạ càng 700 tính 4 triệu đó. Cái món cuối cùng là cặp gác chân dài quay 112.000, cặp này là thôi thôi. Thì hiện tại em đã vào cặp thun tồn cho nó. Cặp thun gác chân sau tồn nè. Cao su tồn kho. Đó, em đã vô. Và lõi sắt tồn chưa xài. Chữ L nằm giữa, chữ to nét đậm, quay 110 thái, sơn rin màu đen nha. Anh em lưu ý quay 110 là không phải gam xanh nha anh em. Đây. Còn cơ thì mà nói anh em là miễn có bàn đi nè, đó 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 nè, lắc hết ga luôn cũng không nhảy nữa nha anh em nè, lắc hết ga luôn cũng không có nhảy nữa. Cực kỳ không, nó phải xứng đáng cái giá trị với nó. Cặp cao su lõi sắt ốc tán đầy đủ như vậy thì bữa nay không có dưới giá 700.000 ha. Cặp gác chân này 3,5 triệu nữa đó, ốc tán thun con bách sắt đầy đủ. Cặp này là mình nói anh em keo nó như tồn. Cây này là cây bên cạc te nè, cây bên này nè, cây bên cạc te nè, ở xa nhà em là không có cửa với cây này nha anh em. Đó, đố anh em đi kiếm được một cặp trùng mã KFL-2 mà keo nó đẹp như mới kiểu này. Không có một cái vết trầy luôn nha anh em. Cặp gác chân full cao su tồn, ốc tán thun con bách sắt đầy đủ 4 triệu. Được giá thì lên đường, không được thì lên kệ anh em. Cho nó lẹ khẩu suy nghĩ. Keo từ đầu tới đích bích một binh. Đó, luôn lõi sắt với lại thun tồn luôn 4 triệu. Được thì lên đường, còn không được thì lên kệ cho nó nhanh. Đó, đây là cặp tán nè, cặp tán này nó siết hai cái chỗ mà cốt gấp nè, tán theo xe nè. Đó, ok chưa, tán mỏng ha, đúng rin ha. Rồi cây bên bô thì anh em khỏi nhìn ha, cây bên cặp te nó cỡ đó thì cây bên bô anh em hiểu ha. Đây, cây bên cặp te nó cỡ đó thì cây bên bô anh em hiểu, chưa mất lớp keo luôn. Không trầy, không xước, không gì cả. Full tồn cho anh em. Full tồn đây. Nhìn cặp chữ của người ta là anh em chảy chì liền. Tiền nào của đó đúng liệt nè. R chữ bự, L chữ bự nằm giữa sơn đen. Cực kỳ cọp. Đây. Tích tắc. Đó. 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 Lắc hết cỡ luôn nè, cũng không nhảy nữa. Thấy không? Cái chuẩn như vậy anh em. Trùng mã nó mới ghê chứ, KFLK-2 nè. Trùng mã luôn, một cặp luôn á. KFLK-2 nè. 4 triệu. Full thun tồn cho anh em. Về chỉ việc lên xe là bữa thôi. Tiền nào của nấy nha quý vị. Bây giờ đi mua một cặp gác chân dài khá khá đẹp, 2 triệu ngoài rồi. Làm gì có lõi sắt tồn, đây là lõi sắt tồn luôn, đây làm gì có thun tồn. Tính đi anh em, ốc tán đẹp được gì không, keo đều cặp gì không. Ok nha, chào anh em, anh em cần phụ tùng cứ liên hệ cho mình. Đó. Rồi cái máy mình rã mình đăng lúc sáng này thì còn được cái đầu lòng. Đầu lòng quay thái 2 lá 2. Quay 100 thái 2 lá 2. Thì lần đầu tiên mình thấy được cái lồng quay 100 thái 2 lá 2 mà cái lồng nó ra nó được cái lồng sở hữu cái lồng chữ nhỏ. Lồng này chỉ xuất hiện trên rim lùng 99 thôi nha anh em. Đó. Bắt lồng dàn cháy nè. Đó. Ron nè, xanh ron cờ dựng nha anh em. Hôm qua nó có gớt cái nắp 4 lỗ ra đó, em có báo cáo anh em đó, ron cờ dựng nè. Nắp cò chưa chỉnh. Đắp 2 lá 2. Siêu cọp nha. ET5. Bao anh em xài 5 triệu. Đó.
chỉ có anh em nào biết giá trị mới chơi mấy cái lồng này, dám mua đầu lồng trăm mà giá 5 triệu thôi. Đầu lồng anh pha nhiêu 2,5 triệu xài mừng thấy mẹ rồi. Nên ta phải đẳng cấp làm sao đó ta mới bán giá đó, nó có cái trình hết trơn à. Thế anh em, chào anh em nha.